Nào, trước tiên lên xe là cháu phải chỉnh ghế trước nha, tất cả mọi vấn đề, tất cả mọi xe lên xe là phải chỉnh ghế trước, được chưa? Bây giờ cháu đạp phanh vào thấy thoải mái không? Hơi xa thì chỉnh ghế lên, ở dưới phía dưới này nó có cái lẫy đấy, một tay bám vào vô lăng, một tay bám vô lăng, đúng rồi, kéo nhẹ lên, nhấc cái lẫy lên đã, kéo lên, kéo là kéo người lên đấy, kéo đấy, thấy chưa? Đúng rồi, được chưa? Làm sao cho đạp phanh được thoải mái nhé, đấy, được chưa? Đã không hình dung là quay được không? Bây giờ đã, cháu chỉnh chân được chưa? Ghế ngồi được chưa? Tựa ghế cháu cầm vô lăng xem thế nào? Tựa ghế thoải mái chưa? Có ngả răng sau hay là về trước không? Tư thế ngồi phải thoải mái. Ok chưa? Được rồi nhá. Bỏ cái túi ra cho nó đỡ vướng. Thắp dây an toàn vào. Ok. Được chưa? Bây giờ bật một nào, lần một lần trước nào, một lần đã cung cấp hết điện cho xe đã, được chưa? Rồi phanh này, đè phanh xuống nhẹ nhàng thôi, không cần phải mạnh đâu, bấm đề, ok, được chưa? Nổ máy rồi đúng không? Tất cả các xe ấy, bây giờ ấy, nó có trợ lực lái thì cháu phải nổ máy thì mới đánh lái được nhá. Bây giờ tạm thời đánh lái trên xe nào, nào cầm đúng vị trí nào, cầm đúng vị trí nào, đánh lái trái nào, nhấc tay lên, đúng rồi, ok, tiếp tục lấy tiếp, rồi ok, nào tiếp đi nữa. Rồi nào, bây giờ nhìn này, vô lăng thẳng như lúc đầu đúng không, nhưng mà bánh nó quay sang bên này, tức là mình quay được một vòng rồi đúng không, thì bánh nó đang quay sang bên trái nhá, mình không thể nhìn, ngồi lái xe không thể nhìn thấy bánh xe, nên là cảm giác ấy, cảm giác lái là mới đầu mình không thật như xe máy, dần dần mình sẽ quen cái cảm giác lái, khi mà mình đánh lái trái là xe nó sẽ nghiêng về bên trái nhá, còn cháu đánh lái nhiều ấy thì nó sẽ nghiêng bánh lái nhiều, cháu đánh lái chậm thì nghiêng về chậm đúng không nào. Rồi bây giờ đánh lái tiếp đi xem nào, đánh vẫn nhanh ra sang trái, thế rồi nào, nữa nào, hết chưa? Hết rồi đúng không? Hết rồi thì cháu muốn trả lại thẳng lái thì làm sao, cháu chỉ cần kéo về một phần này, một phần vô lăng này, được chưa? Được chưa nào? Lại đánh lái như nào nữa? Một vòng nữa đúng không? Nào đánh đi. Tay dưới nhấc lên, bám lên tay dưới nhấc lên, bám. Đúng rồi, quay sang. Tiếp tục. Bám lên trên. Quay sang. Bây giờ là bánh lái thẳng rồi này. Lúc nãy cháu đánh hơn một vòng lái đúng không? Sau đó cháu trả đúng một vòng lái và tay lái nó thẳng như thế này. Được chưa nào? Thì là ok. Nào đánh lái phải cho nào. Nào, tay đến tay thấp nhất thì bám lên trên thôi nhá. Rồi, bám lên trên đây, từ từ nào, từ từ trở lại nào, vị trí cầm vị trí tay được, đúng rồi, tay dưới đâu, bám tay dưới lên trên, đỉnh trên, quay sang, rút tay về, được chưa? Tiếp tục, đánh lái phải, tay, rồi, quay sang, hết chưa? Hết rồi thì cháu chỉ cần một vòng và thêm một phần tư này nữa đúng không? Thế cháu chỉ cần trả một phần tư trước này, rồi cầm vị trí tay kia, đúng rồi, quay sang tay này, nào, trả lái trái nào, nhấc tay dưới lên, bám rồi, quay sang. Tiếp tục, nhấc tay dưới lên, trên, bám sang. Ok chưa? Bây giờ bánh lái thẳng chưa? Đấy nhá. Đấy là cách đánh lái trở lái thì cháu đã hiểu được rồi đúng không? Rồi ok. Bây giờ tiến nhá. Sợ cái gì? Ok nhá. Thì bây giờ mới đi thì lúc nào chân cũng để chân phanh, không được phép rời chân phanh. Không phải là để chân phanh ấy, là không phải là tì vào phanh, vì nếu tì vào phanh thì không đi được đúng không, mà cháu phải để ở vị trí phanh, gót chân để ở vị trí phanh, mũi chân chỉ cần chuyển sang bên chân ga thôi, gót cơ mà, gót ở gốc mà, mũi chân ở bàn đạp phanh nhá. Nào chuyển chân, chuyển mũi chân nào, chuyển mũi chân sang chân ga nào, được chưa? Tiếp tục dịch chuyển nhanh liên tục đi, nhẹ nhàng thôi, nhớ này, cái mũi chân không phải là đặt cả cái phía chân này lên đâu nhé, mà cháu chỉ đặt cái phần gan phần chân ấy, phần trên đó. Ừ đúng rồi, để cho nó nhẹ nhàng nhá, được chưa? Tiếp tục đi, cứ nhanh chân lên, vẫn cao nhá, chân nhìn cái chân phanh cao không, rút cái gót chân xuống, đúng rồi, được chưa?
Tại vì mũi dây, mũi chân ấy thì nó sẽ dễ hơn và nó nhẹ nhàng hơn, linh hoạt hơn đúng không? Chứ đặt cao quá này, được chưa? Được chưa nào? Rồi, bây giờ cháu để ý đến tần số. Tần số nhá. Muốn vào được số thì phải đạp phanh và giữ nguyên chân phanh nhá. Được chưa? Nào giữ nguyên chân phanh nào. Đây là cái cần số nhá. Muốn vào được số thì nó có cái lẫy đằng trước. Phía trước này này, bóp cái lẫy này vào. Cầm tay xuống, cầm tay này, đúng rồi, bóp cái lẫy vào, được chưa? Chỉ việc kéo xuống thôi nào. Kéo xuống D này. D là tiến đúng không? Nhìn thế này, nhìn thấy ở đây có D không? Đấy, nó đỏ lên chỗ này đúng không? Báo hiệu đúng không? Hoặc cháu nhìn vào đây. Nhìn vào đây. Có chữ D không? D, chữ D nó sáng chưa? Rồi. Ok chưa? Đấy. Cháu có thể không nhìn vào xuống cần số thì cháu nhìn lên cái đèn táp lô này. Nó sẽ báo hiệu cho mình là gì? Ở số nào nó vào số đấy, được chưa? Nào, bây giờ về N đi. Về N. N thôi. Được chưa? N là số 0 nhá. Là để như này thì xe nó cũng không đi. R là số lùi nhá. Ở xe số tự động tuyệt đối phải vào chính xác số thì mới được cho xe lăn bánh. Còn nếu mà không vào chính xác số nhá, mà bỏ chân phanh ra cái chẳng may nó vào số lùi ấy, tức mình không để ý đến số ấy, chẳng may mình vào nhầm số lùi ấy, thì mình lại cứ tưởng tiến, thế là mình nhả phanh ra cái mình đè ga lên thì nó lùi phật ra sau, hay là nguy hiểm, được chưa nào? Ok chưa? Ok nhá. Nào, tinh thần đấy nào. Ok chưa? Rồi. Bây giờ chân lúc nào cũng để ở chân phanh nhá. Không được phép rời chân phanh đúng không? Chỉ có nới nhấp nhả thôi. Được chưa nào? Nha. Nào, bây giờ vào xuống tiến. Đạp phanh chân vào xuống tiến. Hạ phanh tay. Bấm lên, nhấc cái đi lên, bẹp bóp cái đó, bóp cái bấm nhấn lên, nhấc lên đã rồi, hạ kịch xuống. Đấy, ok. Rồi, nới phanh từ từ, cứ giữ nguyên tay lái như thế. Nới phanh từ từ. Đúng rồi, phanh. Nhẹ nhàng thôi nha, lại nới phanh ra. Phanh. Ok, lại nới phanh ra. Phanh. Phanh. Tiến nào. Rồi, phanh. Tiến lên nào. Đúng rồi, phanh. Phanh đi. Cứ giữ nguyên chân phanh đấy. Về N đi. Về N. Đẩy số về N. Chính xác N chưa? Hay là... Đây này. Lúc nãy vừa treo số giữa N và R nhá. Nhớ để nhìn vào đây. Hoặc là mình chưa đi, mình phanh rồi thì dừng xe rồi thì lo gì đúng không? Cháu có thể nhìn trực tiếp vào đây. Hoặc là nhìn trên này đúng không? Thì sẽ biết được số như nào. Rồi kéo phanh tay lên, kéo phanh tay lên. Cầm đấy không cần phải bấm cái đấy. Kéo phanh tay không cần phải bấm cái lẫy này. Nhớ kéo phanh tay không cần phải bấm nút này nhá. Chỉ được cầm kéo lên thôi, được chưa? Ok. Được chưa nào? Nhớ này, như vừa rồi là mình đã thực hiện cái bài gì? Xuất phát khởi hành nhá. Tức là khi mà vào số xong bỏ phanh ra là khởi hành, là xe nó sẽ lăn bánh. Được chưa? Mình muốn dừng lại thì làm sao? Thì chỉ cần tì vào phanh thôi đúng không? Ok. Nào, bây giờ tiếp tục vào số. Hạ phanh tay. Bao giờ cũng thế nhá, nhớ là phải vào số hạ phanh tay nhé. Hạ phanh tay. Rồi ok, tiến thẳng đi. Rồi dừng. Bỏ phanh ra. Rồi dừng, phanh, phanh. Rồi, bây giờ vào số lùi. R. Bóp lẫy vào, đẩy 1, 2. Rồi, nới phanh ra. Nhìn gương bên trái. Nhìn gương bên phải. Chân cứ để chân phanh như thế. Lỏng cái tay ra, từ vai trở xuống lỏng ra. Từ vai trở xuống lỏng ra nhá. Phanh. Ok, nới phanh ra. Phanh. Ok, tốt, nới phanh ra. Nới phanh ra, nhìn hai gương đi, nhìn cả gương bên phải nữa. Phanh. Nới phanh ra. Nới phanh ra. Ok. Phanh.
Rồi, lại nới phanh ra. Phanh. Rồi, lại nới phanh ra. Nhấc chân phanh ra. Phanh. Rồi, lại nới phanh ra. Ok, tốt. Rồi, phanh dừng lại và xuống tiến. Ok, nào, nới phanh ra cho xe lăn bánh tiến nè. Cứ giữ nguyên tay lái, lỏng cái tay ra, không cần phải nắm chặt vô lăng đâu. Phanh. Đúng rồi, ok. Làm sao ấy, để mình buổi đầu tiên ấy, mình phải học được là gì? Cho xe nó tiến, xong mình phanh nhẹ nhàng thôi. Mới đầu thì lực phanh nó chưa đều ấy, thì mình phanh cái nó giật xe, người mình nó rúi về trước. Nhưng mà dần dần quen rồi thì nó không giật cục như thế nữa, và nó sẽ nhẹ nhàng hơn, đúng không? Nào, nhả phanh ra nào, chậm chậm là nhả phanh ra. Nhả hết phanh ra. Ok chưa? Rồi phanh nhẹ nhàng nào, phanh nhẹ nhàng. Đấy, vẫn hơi rúi đúng không? Nếu mà bạn đằng sau bạn đang rúi hết về phía trước đúng không? Thế vẫn lực phanh vẫn hơi mạnh. Rồi thì mình dần dần mình từ từ nào, tiếp tục. Phanh. Rồi bỏ phanh ra. Nới phanh nhẹ nhàng. Đúng rồi. Phanh. Xe nó đang chéo vào. Xe nó đang chéo vào. Thì phải đánh lái ra một tí, bỏ phanh ra. Lái nhẹ ra, đánh lái nhẹ ra. Rồi ok, đánh lái xong lại phải trả lái, nhớ nhá. Như xe máy ấy, nếu mình đánh lái trái đúng không, thì mình lại phải trả lại như này đúng không. Ô tô cũng thế, ô tô mình đang cầm vô lăng như này đúng không, mình đánh lái sang trái, sau đó mình lại phải trả lại bằng này. Trừ trường hợp đánh lái cua ấy, thì mình mới phải để ở vị trí thôi, còn lại mình cứ vẫn để nguyên vị trí này. Mình đánh lái trái thì mình đánh như này thôi đúng không, đánh lái phải thì lại trả thẳng về, xong lại trả về. Nào, nào, tiến đi, bỏ phanh ra. Nào, đằng trước mình bây giờ mình muốn đánh lái trái đúng không, đánh ra đúng không, nhìn này, mình bịt phanh kệ nó. Đấy, nào, đánh lái ra thì vẫn giữ nguyên này. Khi đầu xe nó vào phần đường của mình thì trả thẳng lái ra này, xong muốn nó về phần đường của mình nữa thì sao, phải đánh lái một phần lái phải nữa, được chưa, trả thẳng ra. Ok chưa? Đấy, rồi cứ đi đều từ đây ra kia đi. Cứ thẳng đi. Mới chạy nó, từ từ. Nhìn. Ok, tốt. Ok. Thế có về Tết không? Nè, hôm nào thì về? Tuần sau. Đúng rồi. Non chưa? Nhìn thấy non không? Nhá. Để trước lỏng tay ra. Bây giờ chỉ được đi thì sau này sẽ vào trong bài thi á. Non thì trừ 5 điểm. Mà ra lỏng cái tay ra thì bài sẽ lỏng ra. Ok. Phải. Ok tốt. Nào tiếp tục nè. Nới phanh ra này. Ok fine. Nới phanh ra này. Chân vẫn để chân phanh nhá. Mới đầu thì chân vẫn để chân phanh để cho nó đảm bảo an toàn. Mình chưa biết được một số những cái kỹ năng nó chưa thuần thục hết. Nào đợi tiến đi này. Phanh. Tiến tiếp. Tiến đấy không? Phanh. Tiếp tục. Phanh. Tiếp. Phanh. Tiếp. Phanh. Khi nào nó dầm cái thì dừng lại nhá. Hả? Thôi à? Thì thôi. Rồi. Bảo giờ đi. Rồi nhìn gương. Nhìn thấy gương không? Nhìn thấy anh sau không? Không có gì đúng không? Nhìn bên phải thấy gì không? Không thấy gì đúng không? Bỏ phanh ra. Phải, nới phanh ra. Phải, nới phanh ra. Phải, nới phanh ra. Đấy, cứ thế thôi, cứ tập cho nó quen lên, cho nó chuyển động xong lại phanh. Bỏ phanh ra. Phải, bỏ phanh ra. Phải, đúng rồi, ok. Đấy, phanh nhẹ nhàng như thế nó không bị giật đúng không?
rồi. Nhớ là từ vai trở xuống lỏng ra nhé. Đã nhìn gương đi. Đây. Nhìn thấy gần không? Gần lắm rồi. Tiếp tục nữa xem có gần đến đâu. Đấy, thấy chưa? Bây giờ nó bắt đầu nó có hiện tượng kêu nhé. Nó có cảm biến. Đã, rồi, vào số tiến. Tiến là D nhé, nhìn kỹ vào. Nhìn trên màn hình nó có chữ D này. Được chưa? Rồi, khởi hành đi. Anh. Tiếp tục. Nhớ là chỉ dùng mũi chân để đặt lên bàn đạp phanh và đạp ga nhé. Đừng dùng cả bàn chân. Đúng rồi. Đằng trước nó không có cảm biến đâu nha, thế này tôi nghĩ đằng trước nó có cảm biến rồi. Tiến nữa lên. Để đi. Ôi. Sợ. Chưa lùi. Thế là rồi. Mình muốn điều khiển được xe thì mình quản lý được chân phanh, chân ga. Muốn cho nó đi nhanh thì đè ga. Muốn cho nó đi chậm thì ngớt ga ra, chuyển chân phanh. Tạm thời thì mình cứ quản lý cái chân phanh đã, cho nó quen đã. Để cái cách đánh trả lái cho nó quen thì bắt đầu mới làm được cái việc khác. Nó phải có cảm giác lái đã. Ra đi, ga lên. Ga lên, ga nữa. Nữa này, mạnh dạn này, nữa này, nữa, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa, nữa lên. Rồi, ngớt ra ra, chân phanh từ từ thôi, đừng phanh nha, đừng phanh gấp nha, đừng phanh gấp nha. Phanh từ từ là nhẹ nhàng thôi. Phanh từ từ, nới phanh ra, phanh từ từ. Rồi, ok, dừng đi, phanh dừng, dừng. Rồi, thấy thế nào? Được, đúng không? Đi như đi cảm giác mạnh đấy nhá. Rồi, bỏ máy ra, rẽ trái. Gương qua đã đánh lái ơ. Quên, quần nè. Đeo tay lên. Chơi TikTok thì thấy một số những cái hình ảnh nó đưa lên đấy. Đi ở đường ấy. Xe thì mới mua. Đi qua cái chỗ đấy mà cuối cùng lấy lái sớm quá. Toàn bộ cái vế sau, cánh cửa, bắt đầu từ cánh cửa sau nó quẹt vào cái cột từ ấy. Thế là thôi, to rồi, đây các lên. Nhớ cái điểm can, lỏng cái tay ra. Đó, ga lên nào. Mà nhận lên. Đi nhanh ấy, mà giữ thẳng tay lái thì không có vấn đề gì phải sợ cả nhá. Sợ nhất là nhoằng tay lái thôi, nhớ chưa? Cứ giữ thẳng tay lái ra.
lỏng cái tay ra nhẹ nhàng thôi. Khi nào đánh lái thì mới lại tác động vào vô lăng một lực lái thôi. Đây ga lên. Ga lên. Nhớt ga ra. Chân phải. Bật xe ngăn trái. Đừng phải, đừng phải. Chân để chân phanh là được rồi. Rồi, quận lên tay. Nhanh tay lại, nhanh tay lại, nhanh tay lại. Bỏ phanh ra. Nhẹ ga lên nè, ga, ga, ga nhẹ lên, nhẹ thôi, ga, nhớ ga ra, bật chân phải, chân phải, chân phanh nhá, chuẩn bị dừng rồi, chân phanh nhá, nhanh đại, đánh lái ra, bỏ phanh ra, bỏ phanh ra, phanh gấp lên, rồi, ta đánh ra, phải. Và số lưu đi. Chân phanh. Tưởng là chuyển sang chân ga thì to. Còn anh ạ.